xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với bài số 70 Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào bài số với ID là 37 Sudoku Solver Thì bài này thuộc category Backtracking, Recursion và Hash Thì nếu như bạn nào mà chưa xem về phần lý thuyết Backtracking Thì các bạn nên xem video đó trước Thì các bạn cần phải xem video đó trước khi làm bài này Và thứ hai là bài Sudoku Solver này cần phải Bạn phải làm bài số 69 trước Đó, bài số 69 là bài à valid sudoku đó. đó thì bài này nó liên quan đến mật thuyết với bài trước nên mình cần các bạn làm cái bài kia trước thì uh, sau đó các bạn mới làm bài này bởi vì có một phần cốt của bài số 37 này chúng ta sẽ sử dụng lại của bài số 36 đó. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài thôi. Ok, trước khi đi vào nói về cách giải thì mình sẽ nói qua đề bài một chút. Đề bài của chúng ta cũng gần giống với bài số uh, 36 hay là bài số uh, ID là 36. Thì lần trước thì họ cho chúng ta một cái uh, đề Sudoku như này Và chúng ta cần phải van xem là cái đề đó có hợp lệ hay không Thì lần trước thì chúng ta sẽ kiểm tra đề có hợp lệ hay không Thì lần này thì chúng ta phải nhiệm vụ cho là phải đi giải cái đề đó Đó và cái input của chúng ta giống hệt như bài số bài số 69 Đó là À, chúng ta có một cái ma trận 9x9. À, có một số ô đã được đánh số trước. À, nhớ là chúng ta đang làm việc với character nhá. Và một số ô để trống đó à, thì chúng ta chính là cái bằng cái dấu chấm này. Đó, nhiệm vụ của chúng ta là trả về một cái bảng full số. Đó, full số toàn diện như này và nó là một cái bảng Sudoku à, hoàn thiện. Đó, thì nhiệm vụ chúng ta như vậy. Thì bây giờ chúng ta và đề bài cho chúng ta là warranty là chỉ có một cái solution duy nhất thôi đúng không? Đó, không có hai solution gì cả. Thế nên chúng ta tìm được à, một cái solution thì đó chính là cái đáp án của đề bài. Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ đi bắt đầu vào xem là làm bài tập này như thế nào. Ok, ở đây chúng ta có thể hiểu nôm na nên là công việc của chúng ta là sẽ đi tìm những cái số thích hợp để chúng ta điền vào những cái ô trống này đúng không? Đó, thì ở đây chúng ta có những cái ô trống như này này. Đó, Ok, thì đứng trước một bài toán ấy, thì chúng ta luôn luôn phải nghĩ xem là chúng ta với cái phương pháp duyệt ấy, cái phương pháp phương án tồi nhất của chúng ta chỉ chính là với biện pháp duyệt đúng không? Là cái phương pháp duyệt đúng không? Thì bây giờ nếu như sử dụng cái phương pháp duyệt ấy, chúng ta sẽ làm thế nào? Đúng, đúng không? Đó, thì ở đây chúng ta có một cái, chúng ta có nhiều cách duyệt thì trong một số những cách duyệt mà chúng ta đã học vào gần đây đó chính là kỹ thuật backtracking checking. Kỹ thuật backtracking checking là gì? Kỹ thuật backtracking checking là chúng ta sẽ có một cái tập như này đúng không? Và kỹ thuật backtracking sẽ giúp chúng ta điền vào những cái cấu hình này, những cái con số uh, 01 hoặc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì đó, đúng không? Thì trong bài này cũng tương tự, bây giờ nếu như chúng ta chỉ cần nhìn vào một cái hàng này thôi, đúng không? Thì đây chúng ta nhìn thấy rằng giả sử chỉ cần nhìn vào một hàng này thôi, giả sử hàng này M này không có những cái con số này nhá giả sử nó không có những con số này nhá như vậy là chúng ta có chín ô trống đúng không thì nếu như nó có 9 ô trống thì bây giờ chỉ xét một dòng này thôi thì chúng ta có bao nhiêu cách để chúng ta điền vào 9 ô trống này đúng không? Đó, thì có bao nhiêu cách nhỉ? Điền vào đây là 0 1 2 3 chấm 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 đến số 9 nhá. À đến số 8 thôi bởi vì 9 ô thì bằng số thức 0 thì sẽ là 0 đến 8. Đó, à, như vậy thì chúng ta có bao nhiêu cách để điền vào ô này nhỉ? Đó, chúng ta có từ 0 đến 9 cách đúng không? À, từ 1 đến 9 đúng không? Chúng ta có từ 1 đến 9 chúng ta có thể 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đây đúng không? Còn đây thì sao? Cái ô tiếp theo của chúng ta là sao? Đó, cái ô tiếp theo của chúng ta đúng không? Thì nếu như mà không có quy luật gì thì chúng ta cũng có thể điền từ 1 đến 9 đúng không? Đó, thì các ô còn lại của chúng ta cũng có thể điền từ 1 đến 9 đấy đúng không? Đó, thì như vậy là chúng ta đã có thấy thấy được cái dạng cái dạng của cái backtracking của chúng ta ở đây được rồi. Đó, thì tiếp theo này. Đó là yếu tố thứ nhất, đó, đó chúng ta quy được vài vào về bài toán kênh này. Thứ hai là bài toán này có một số đặc điểm như sau này. Vì chúng ta có lại có một số cái ô đã có trước rồi này. Đó, 5 này, ba à, 3 này, hai à, 2 ô này xong 7 này. Đấy đúng không? Đó thì như vậy thì nếu như cái cấu hình của chúng ta có 9 phân tử ấy, nhưng mà à, các ô này nó lại có sẵn rồi. Đó, đúng không? Đó, như vậy thì sao nhỉ? thì khi mà chúng ta sinh các cấu hình mới thì chúng ta sẽ bỏ qua những ô mà đã có phần tử này, đúng không? Thì chúng ta sẽ chỉ đi phải chọn các cái số từ 1 đến 9 chúng ta điền vào những cái ô trống này thôi. Đó. Đó. Rồi, đó. Thì đó là cái ý thứ hai, cái ý thứ ba. Ý thứ ba là bây giờ khi mà chúng ta chúng ta đã có một cái như này rồi, chúng ta có số 5 này, chúng ta có số 3 này à, trong lúc, đây số 7 này đó thì trong lúc điền đúng không giả sử ở đây chúng ta điền được số 1 rồi đúng không chúng ta điền được số 1 rồi tiếp theo ở đây trong cái tập valid ra là từ số 1 đến số 9 này đúng không đó nhưng mà bây giờ chúng ta phải áp dụng cái quy tắc của của sudoku vào Đó à khi mà dừng lại ở cái bước 2 này chúng ta hoàn toàn làm được nhé chúng ta có thể có một cái cặp cấu hình là một một hai ba bốn ở đây đúng không đó nhưng mà để để khi mà chúng ta làm thì chúng ta giảm cái độ phức tạp ấy thì ở đây ví dụ khi mà chúng ta đã chọn một đây rồi thì chúng ta sẽ không chọn một ở đây nữa đúng không đó tức là ở cái ô trống này chúng ta đã chọn một rồi thì về sau cái tập mà cái ô này nó được nhận ấy thì sẽ là một đến chín cái tập trừ đi một đó thì tức là nó chỉ còn 2 đến 9 thôi. Đó, tiếp tục đến tập này, số 1, số 2 đã được sử dụng rồi thì đến cái tập này sẽ là bằng tập từ 1 đến 9 trừ đi các số đã sử dụng. Đấy, các số đã sử dụng đây là 1 là 2 này đúng không? Đó, thì lúc này chúng ta cái tập mà để điền vào ô này thì nó chỉ còn là từ 3 đến 9 thôi chẳng hạn. Đó, thì đó chính là ba cái cần chú ý khi mà chúng ta làm bài này. Thứ nhất là chúng ta cần phải suy nghĩ là à, đưa được cái bài toán này về dạng um, backtracking. Thứ hai là điểm đặc biệt của những bài toán này đó đặc biệt của nó bài toán này có hai thì một là có những cái ô mà mình đã có giá trị sẵn rồi thì chúng ta sẽ không bắt checking vào những ô đó và cái thứ hai là để giảm độ phức tạp đúng không để giảm độ phức tạp để chạy ít bước hơn đó thì chúng ta sẽ loại bỏ dần dần những cái các cái khi mà cái danh sách valid và lùa của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ giảm dần những cái giá trị mà nó đã xuất hiện rồi trong cùng một cái hàng đó đó rồi cái yếu tố thứ tư đó thì vừa rồi thì chúng ta đã đang chỉ nói đến một hàng thôi đúng không? Đúng không? Đó. Thì nhưng mà đây là hàng mà chúng ta lại có một cái ma trận 9 nhân 9 đúng không? Ok thì không sao cả. Thì khi mà chúng ta đang quen tư duy với một uh, cái ma trận hàng này, à, một cái hàng như này thì chúng ta cũng có thể coi uh, chúng ta coi nó như thằng này là một thằng 9 này, chúng ta nối tất cả các cái hàng này vào thành một hàng thật lớn này. Đó thì cuối cùng là Mặc dù nó là 999 nhưng mà cuối cùng nó vẫn có thể đưa về được một cái dạng là một cái hàng ngang gồm có 81 phân tử này, 9981 mà. Đó, à, đúng không? Rồi. Đó, giống như phần lý thuyết chúng ta như mình đã bảo ấy là à, cái giải thuật này nó có thể ẩn mình xuống rất là nhiều dạng. Thứ nhất là có thể là ma trận một chiều thì ở trong cái dạng này chúng ta gặp đó là một cái ma trận hai chiều. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ cần tham chiếu đến từ một phần tử đúng không? Ví dụ như là chúng ta mỗi một phần tử chúng ta sẽ là đại diện bởi hai chữ số là y và z đúng không? Đó. Thì nếu như y và z đang ở đây thì chúng ta có thể bỏ qua nếu y và z ở đây thì chúng ta sẽ tìm những cái tập hợp cái valid và lùa đó đúng không? Đó, từ trong giải từ 1 đến 9 này này. Đó. Đấy, xác định xong một phần tử rồi thì chúng ta nhảy sang ô tiếp theo chúng ta tìm xem là những cái giá trị nào thích hợp để điền vào đây. Đó, vẫn là uh, trong một từ 1 đến 9 nhưng mà chúng ta sẽ lọc ra những cái giá phần tử phần cần thiết thôi. Đó, phần tử cần thiết là những cái phần tử mà đã xuất hiện ở các hàng này Cô này rồi thì nó sẽ bỏ qua, đúng không? Đó, nó nó chỉ xét những cái phần tử mà uh, thỏa mãn thôi. Ví dụ như đang ở đây nhá. Ô này chúng ta đã điền 1 vào rồi này. Thì để chọn lựa một cái giá trị vào ô này ấy thì chúng ta sẽ loại bỏ phần tử 3, uh, 3 5 7 1 uh, 8 và 4 đi Đấy, thì trong đoạn từ 1 đến 9 ấy thì chúng ta sẽ loại bỏ những cái phân tử như này Để mà chúng ta sẽ giảm bớt những cái Valid và lùa ở đây đi đó Còn nếu như mà không thực hiện những bước đấy Thì tất cả những cái valid và lùa chúng ta đều là 9 Từ 1 đến 9 hết Và cái độ phức tạp của chúng ta ấy, Thì nếu như là có Giả sử chúng ta có cao trống đi Mà mỗi ô trống lại có 9 valid và lùa đúng không Là mỗi ô trống đều có thể đến từ 1 đến 9 đúng không Như vậy là chúng ta sẽ có 9 ngũ ca đó chín ngũ ta chín ngũ ca trường hợp xảy ra như vậy độ phức tạp là độ 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 phức tạp của chúng ta khá là cao đó chính vì vậy mà chúng ta cần phải áp dụng một số cái biện pháp để mà chúng ta có thể giảm giảm tải độ phức tạp đi đó ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cô thôi ok bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi implement bài toán thì ở đây mình sẽ đổi tới cái tên bot này thành cái biến a này để cho chúng ta sẽ cốt ngắn gọn hơn một chút rồi ok đầu tiên thì chúng ta sẽ xây dựng cái khung chương trình ta trước nhá. Đó thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cần uh, chúng ta cứ viết cái hàm bách kinh ra trước đi. Ok bây giờ bách của chúng ta ví dụ là đầu tiên thì lần trước thì chúng ta sẽ làm từng một cái ví dụ chúng ta chúng ta chúng ta backtrack trách đến từng ô một này rồi đúng không thì đây và với cái mảng hai chiều này khi mà chúng ta muốn backtrack ở trên này đấy đúng không thì chúng ta sẽ cần phải xác định tọa độ nó đúng không đó thì tọa độ nó khi chúng ta backtrack trách tới thì nó sẽ tham chiếu bằng cái tham số easy này đúng không đó như vậy thì để bay trách đến một điểm tức là chúng ta đi tìm cấu hình của một điểm ấy thì chúng ta sẽ truyền easy vào đó easy thì trước khi chúng ta truyền easy thì chúng ta cần phải có data đã data ở đây chúng ta sẽ là cái trên các mảng các hai chiều chúng ta đấy OK. Rồi đó còn khi gọi backtrack thì chúng ta sẽ gọi backtrack từ đâu nhỉ? Từ A này xong rồi chúng ta backtrack để đến cái phần tử đầu tiên. Đó OK. Thì ở đây thì khi mà tại backtrack tại một thời điểm thì chúng ta ở đây thì chúng ta sẽ validate một số cái giá trị đã chúng ta à, đề phòng bởi vì chúng ta đề phòng một số trường hợp mà nó tràn ra đây thì chúng ta sẽ chỉ nhận những cái y hợp lệ thôi, y hợp lệ chính là y mà y lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không? Và y nhỏ hơn 9 đúng không? Hay là nhỏ hơn nhỏ hơn bằng 8 đi. Và z chúng ta lớn hơn hoặc bằng 0 và z chúng ta nhỏ hơn hoặc bằng 8 đúng không? Đó. Y lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 8 Z lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn bằng 8 Rồi Đó. Đó, Tất cả những cái gì ngoài cái luồng này ấy, Thì nó là ao à, bao rồi Thì chúng ta sẽ không xét tới Ok, tại mỗi thời điểm này đúng không? Tại mỗi một vị trí easy thì chúng ta sẽ duyệt tất cả những cái phần tử mà chúng ta có những cái giá trị mà nó có thể nhận được. Thì đây thì sẽ là K của chúng ta sẽ nhận các cái giá trị của EZ nhận được sẽ là K. K chạy từ 1 cho đến 9 đúng không? Đó, K sẽ nhận từ 1 cho đến 9. Rồi, đó. Thì ở đây thì tại mỗi thời điểm này thì chúng ta lại gán lại a G, -E a G, -E bằng k đúng không? Đó. Đó, các bạn đã cảm thấy quen thuộc chưa? Được rồi. Một cái chú ý đây nữa, chúng ta nhận từ 1 cho đến 9, đúng không? Nhưng mà các bạn chú ý rằng tất cả những cái giá trị của chúng ta đấy đều là kiểu trái tờ chính vì vậy mà từ 1 đến 9 này chúng ta không phải từ 1 đến 9 mà là phải từ ký tự 1 đến ký tự 9 nên chúng ta cần phải convert cái thằng này ra ký tự đó thì C thì ở đây chúng ta có thể uh, đó đây chúng ta có thể k bằng 1 này đến nhỏ hơn bằng 9 này đó đây, đây mình xem nó chúng ta có thể chuyển tra ở đây được không? Đó, cũng được. Đó. C Từ 1 đến 9 C cộng cộng Đó. Như này Rồi Ok xong Thì khi mà chúng ta đến đây rồi Thì chúng ta phải làm gì nhỉ Nếu như mà chúng ta là cái Cái gì nhỉ Cái cấu hình cuối cùng đúng không Cấu hình của, của chúng ta là gì Khi y bằng 8 đúng không Và và à G bằng bằng 9 đúng không? Đó, à bằng G cũng bằng 8 thì chúng ta sẽ thực hiện kiểu kiểm soát cái cấu hình này đúng không? Đó, chúng ta đi từng uh, ô này này, K sinh cấu hình của ô này, sinh cấu hình của ô này, sinh cấu hình của ô này, sinh cấu hình của ô này này, đến cuối cùng chúng ta sẽ phải sinh cấu hình của ô cuối cùng này. Đây đúng không? Thì chúng ta sau khi chúng ta sinh được toàn bộ cấu hình của ô này rồi thì chúng ta mới xét được xem là cái cấu hình đó có hợp lệ hay không đúng không? Đó, thì ở đây chúng ta mới kiểm tra cấu hình hoàn thiện đúng không kiểm tra cấu hình hoàn thiện này có phù hợp hay không có đúng không đúng không đó thì ở đây sau đó nếu như else thì mình cứ để, để đã else else nếu như mà không thỏa mãn thì sao nhỉ thì chúng ta à nhầm nếu không thỏa mãn thì thôi không phải không thỏa mãn mà nếu như chưa phải cấu hình cuối cùng đúng không thì chúng ta phải nhảy đến ô tiếp theo đúng không? Tức là chưa đến ô cuối cùng này mà chúng ta đang ở ô này thôi thì chúng ta phải nhảy sang bên, bên cạnh đúng không? Đó thì trong trường hợp mà chúng ta đang cùng một hàng ấy mà chúng ta vẫn được nhảy từ sang ô này thì chúng ta sẽ nhảy sang phải một bước đúng không? Nhưng trong trường hợp mà chúng ta đến cuối này rồi ấy, thì chúng ta sẽ phải xuống dòng và lùi vào đầu dòng đúng không? Đấy như vậy là trong trường hợp mà chúng ta vẫn ở trên một dòng thì if như ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến mới đi gọi là next y e thì ban đầu gắn bằng y e và next g ban đầu gắn bằng g đúng không đó thì nếu như if như cái à, uh, g của chúng ta đúng không cái g này của chúng ta m nhỏ hơn 8 đúng không nếu g mà nhỏ hơn 8 g nhỏ hơn 8 thì ở đây đang là không này ở đây đang là 8 này thì chúng ta nhỏ hơn 8 tức là nó từ cái vị trí số 7 này đổ lại thì chúng ta chỉ cần nhảy lên một đơn vị thôi đúng không thì cái này next g của chúng ta à, uh, next g của chúng ta sẽ bằng g cộng 1 đó còn else tức là nếu như z của chúng ta bằng 8 đúng không tức là nó đang ở vị trí này thì y e của chúng ta sẽ phải xuống phải tăng một đơn vị ở xuống đây và z của chúng ta sẽ phải quay về đầu, 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 đầu dòng đúng không như vậy thì next y e, tức là cái vị trí y e tiếp theo ấy sẽ bằng y e cộng một đúng không còn nếu không thì sẽ là next và next z sẽ về quay về trở về không đó thì trong trường hợp này thì next y e của chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên đây là bằng y e đây đó vì nó cùng một hàng mà đó đó, thì ở đây mình ghi vào đây để cho nó rõ Đó Đấy. Thì ở chỗ này khai báo Thì chúng ta cứ khai báo như vậy thôi cũng được Đó Để cho các bạn đỡ dối Đó Rồi Như này thì chúng ta sẽ có cái biến next y e là ô tiếp theo và next z cũng là ô tiếp theo Thì ở đây chúng ta sẽ backtrack check đến cái ô tiếp theo Đó chúng ta backtrack check đến ô next y e Và next z Đúng không? Đó, thì đó là trên cái cấu hình của ta Rồi Thì ở đây chúng ta đã thiết kế được từng cái bước nhảy một xong Đúng không? Đó, thì ở đây Khi mà đến cuối cùng ấy Thì chúng ta cần phải kiểm tra xem cấu hình hiện tại đúng không ấy Thì cái việc công việc kiểm tra này thì chúng ta đã làm từ bài số 69 rồi Đó, thì như mình đã nói là lúc đầu ấy Thì bài này chúng ta sẽ sử dụng một phần cốt của bài số 69 Thì cái logic để kiểm tra phù hợp hay không ấy Chúng ta hoàn toàn sử dụng cốt giống hệt của bài số 69 chính vì vậy mà để tiết kiệm thời gian và mình sẽ không trình bày lại nữa thì mình sẽ copy hết sạch cái cốt của phần 69 vào đây và mình chỉ cần sử dụng nó là được đó rồi mình xóa một số comment đi để chúng ta có thể cốt nó trông nó ngắn gọn hơn rồi thì ở bài số 69 thì chúng ta sẽ đây chúng ta đi email mình cái hàm là invalid sudoku đúng không? Và chúng ta truyền vào một cái mảng hai chiều như này và nó kiểm tra nó trả về true nếu như là đó là một cái valid sudoku còn nếu như là không false nếu như nó không phải. Đó thì đến đây thì chúng ta sẽ sử dụng luôn cái hàm đó thì if invalid sudoku mà bằng true ấy. Đó. Thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây và chúng ta sẽ đơn return chúng ta sẽ dừng chương trình lại ở đây đó ok rồi bây giờ thì đó là cái sườn của chương trình đúng không thì bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải uh, thao tác một số cái uh, một cái số đặc biệt của bài toán nữa rồi thì đó là trong trường hợp như chúng ta có một cái bảng trắng như này đúng không đấy bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý các cái phần tử như này đó, thì những cái phần tử như này Thì chúng ta sẽ không tham chiếu đến nó nữa đúng không đó, Thì như vậy Thì nếu như tại một cái ô A, e, Z này này Nếu như mà Tại cái thời điểm này Mà cái à, Tại cái ô này If như IEG Thì tại ô này Nếu như mà nó đang là dấu chấm Thì chúng ta mới thực hiện là uh, Sinh cấu hình ở nốt này Còn nên nếu như nó đã là số rồi ấy, Thì chúng ta sẽ bỏ qua đúng không Rồi If uh, A, e, Z của chúng ta mà bằng dấu chấm này chúng ta đó thì chúng ta mới thực hiện tất cả công đoạn này đó thì chúng ta sẽ copy hết cái đoạn này vào rồi mình sẽ zoom out ra một chút để chúng ta có thể nhìn được tổng thể hơn một chút đó rồi đó. Đó. thì ở đây Chúng ta co lại một chút, đó Thì tất cả những cái gì chúng ta vừa làm ấy Thì chúng ta chỉ làm khi mà cái ô đấy là một cái ô à, Còn dấu chấm thôi, tức là một cái ô chấm Còn else L, L, đúng không else tức là ô đấy là không phải là con ô còn chấm rồi đúng không Thì chúng ta sẽ làm gì nhỉ Đây, khi mà chúng ta nhảy đến ô này Thì chúng ta bỏ qua rồi đúng không, chúng ta nhảy đến ô tiếp theo đúng không Đó, thì ở đây thì chúng ta sẽ là back check Đến cái ô tiếp theo luôn đúng không Thì cái ô tiếp theo chúng ta sẽ Là gì nhỉ, đây Logic giống như y hệt như này, đúng không chúng ta copy này, paste vào đây đấy logic y hiện như vậy rồi thì vì logic y hiện như này thì ở đây mình có thể mình mình uh, uh, mình gộp nó lại và mình để sang đây để cho chúng ta cốt không bị lặp lại private void uh, back check uh, to next đúng không đó thì ở đây chúng ta có thể truyền vào mạng cha cha à, chúng ta này cha a này để ý tế z đúng không đó chúng ta sẽ copy cái đoạn này vào để cốt chúng ta không bị lặp đó thì nếu như chúng ta đang backtrack ở a tại vị trí y vị trí z thì chúng ta sẽ gọi lại cái hàm backtrack thì trong cái hàm này chúng ta sẽ tính những cái vị trí tiếp theo để mà chúng ta gọi vị trí next đúng không? Đó thì ở chỗ này chúng ta thay vì để gọi đoạn này thì chúng ta sẽ gọi là backtrack to next đúng không? backtrack to next i đây Đó. Đoạn này cũng vậy. backtrack to next i Rồi đấy, thì nó sẽ backtrack to đến đến đúng cái ô tiếp theo nó sẽ gọi lại để quy nhưng mà đến cái ô tiếp theo rồi tiếp theo là nếu như mà cái có một cái trường hợp đặc biệt nữa thì là nếu như mà cái ô à, cái ô mà nó nhảy đến ấy mà lại là cái ô cuối cùng này thì chúng ta cũng lại phải xét cái cấu hình đúng không? Đó thì ở chỗ này chúng ta phải xác định một cái điều kiện nữa là nếu như nó lại là ô cuối cùng y bằng 8 và và z bằng 8 đúng không? Thì chúng ta công việc của chúng ta else. Đó, else thì chúng ta mới gọi là backtracking đúng không? Phải check to next này Phải check to next Đó vừa nãy Rồi Cái công việc này của chúng ta lại dày giống hết ý này thôi Đó chúng ta lại copy paste Rồi đó. đó Thì ở đây câu lại ít quá nên chúng ta không cần phải tách ra một hàm riêng làm gì cả Rồi Câu kiểm tra câu hình Chút đoạn comment này chúng ta đặt lên đây đó, để cho chúng ta cốt ngắn chúng ta dễ quan sát hơn Rồi. Ở đây chúng ta xem xem còn là gì nữa ông nào. Đó thì ở đây trước khi chúng ta đi vào tối ưu thì chúng ta có thể submit thử để xem kết quả chúng ta là gì. Đó. Đó, thì ở đây chúng ta đang nhận wrong answer thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy output của chúng ta này. Đó thì các bạn có thể thấy chín chúng ta nhìn này. Thì các bạn để ý này những cái số 53 này số mặc định này thì những cái số mà chúng ta điền vào này 9 này 9 này 7 này chín này đó thì các bạn có nhận ra là tất cả những cái số chúng ta điền vào thì nó đều là 9 đúng không đó thì đó chính là cái cấu hình cuối cùng mà chúng ta sinh ra ở đây đúng không đó thì đây thì chúng ta muốn uh, ở đây thì chúng ta không muốn cái cuối cùng cái áp của chúng ta ra đây này chính là cái nút A này đúng không chính là cái, cái mảng A này, này đó, chính vì vậy mà khi mà chúng ta đã tìm ra được rồi thì chúng ta sẽ cần phải dừng cái công đoạn back checking này, cái công việc back checking chúng ta dừng lại. Đúng không? Chính vì vậy mà chúng ta sẽ cần thêm một cái biến nữa. Đó, một biến nữa kiểu bool để xác nhận xem là đã tìm được chưa. Nếu tìm được rồi thì chúng ta sẽ dừng tất cả công việc lặp lại. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một biến mới. Đó thì ở đây chúng ta tạo ra một cái biến nó gọi là e tức là bằng false tức là chưa tìm được. Còn nếu như tìm được rồi thì chúng ta sẽ dừng tất cả cái công đoạn back checking lại. Đó thì ở đây thì chúng ta thêm một cái điều kiện là phải file bằng false đúng không? Đó, viết ngắn gọn lại thì là chưa tìm được, chưa tìm được thì tức là chúng ta chấm than nó phát đó. Chấm than thì tức là nó bằng false rồi False thì nó mới cho chạy lại Đó, thì ở đây chúng ta tìm xem còn chỗ nào cũng như vậy nữa không. Đó, tiếp theo là nếu như tìm được rồi thì tất cả những cái vòng lặp này chúng ta cũng sẽ dừng lại luôn. Đó. Đấy, đoạn này chúng ta cũng không for tiếp nữa nếu như mà chúng ta đã với giá trị C này này, chúng ta đã uh, valid rồi thì chúng ta cũng sẽ dừng lại luôn. Đó. Đoạn backtracking này cũng vậy, nếu như mà chúng ta vẫn cũng vẫn chưa tìm được thì chúng ta mới backtrack check uh, đến cái next. Đấy, backtrack to next này đó, thì bây giờ chúng ta thử submit tiếp xem. À, quên mất chúng ta chưa gắn chu. À, khi tìm được rồi chúng ta phải gắn chu rồi vào bằng chu đúng không? Đó. Đó, các cái chỗ mà tìm được rồi chúng ta phải gán bằng chu lại đó đó tất cả những câu lệnh return này invalid này thì chúng ta sẽ gải bán bằng chu vào đó đấy chúng ta run thế đây chúng ta thấy rằng là tất cả những cái cấu hình của ta vẫn nó đang chạy vẫn chạy đến cuối thì có vẻ như là chúng ta vẫn chưa được tìm được cái cái cấu, cấu hình phù hợp thì đây chúng ta sẽ đi xem là ở đây đoạn này chúng ta đang xài ở đâu. 2000 years later. Ok thì mình đã nhận ra được lỗi ở đâu rồi. Ok thì cái nguyên nhân mà gây ra lỗi này thì chúng ta sẽ phải đề cập đến một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật à uh, mình uh, tự đặt tên là cái cái, cái kỹ thuật uh, xóa dấu vết khi mà chúng ta đệ quy. đó thì tại sao mà chúng ta gặp phải cái lỗi này cái lỗi này chúng ta gặp phải do là chúng ta có một cái điều kiện như sau đó chúng ta có một cái điều kiện là chúng ta À, à, chúng ta đặt một cái điều kiện đây là nếu như IZ mà đang là dầu chấm thì chúng ta mới duyệt đến cái à, chúng ta mới bách trách chúng ta sẽ duyệt những cái cấu hình cho phù hợp với IZ đúng không? đó thì có một cái vấn đề ở đây là có một cái vấn đề ở đây là giả sử là chúng ta cái cấu hình mà chúng ta đang duyệt nhảy nhá. Đó. À, giả sử như số 3, số 5 và số 7 có sẵn ở chúng ta ở đây và chúng ta đang duyệt theo cái cấu hình là 1 1 này, xong rồi vì ở đây chúng ta, này, này chúng ta nhận từ 1 đến 9 này chỗ này chúng ta nhận từ 1 đến 9 này chỗ này chúng ta cũng nhận từ 1 đến 9 này thì đây chúng ta sẽ đi hết từ 1 đến 9 đúng không? xong rồi giả sử đây cấu hình cuối cùng rồi thì chúng ta sẽ duyệt xem là chúng ta kiểm tra xem cái cấu hình 5, 3, 1, 1, 7, 1 này có ok không này xong rồi 5, 3, 1, 1, 7, 2 này chấm 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 5, 3, 1, 1, 7, 9 này đó thì chúng ta sẽ kết thúc của vòng lặp duyệt này đúng không? Đó thì Đó là quá trình backtracking mà Đấy và thằng cuối cùng này Thằng này cuối cùng nó nhận được là gì nhỉ? Là 9 đúng không? Đấy mà thằng này đang là 1 đúng không? Thì nó sẽ quay trở lại về đây Đúng không? Backtracking mà Đó Thì chỗ này đang là 1 Thì bây giờ nó bắt đầu thử lại là 2 này Đúng không? Và sau đó nó lại quay lại uh, Sang đây nó lại thử tiếp Chỗ bên này đúng không? Nhưng mà Có một điều rằng đến và nó mục đích chúng ta đang muốn quay lại nó thử tiếp từ 1 đến 9 đúng không? Để chúng ta có sinh ra được cái cấu hình là uh, chúng ta thay đây bằng hai này, tất cả chỗ này bằng hai này. Đó và cũng uh, đoạn cuối này thì thay tất cả từ 1 đến 9 này. Nhưng mà cái giá trị của thằng này nó vẫn là số 9 thì nó sẽ vi phạm cái điều kiện này của chúng ta. Đó. Cái thằng AIG của thằng này nó sẽ không còn dấu chấm nữa. Thì mục đích của chúng ta ấy là phải sau khi mà chúng ta duyệt xong thằng nào đó ấy, thì chúng ta phải để lại giá trị cũ của nó là dấu chấm này thì lúc này nó mới hiểu là cái ô này vẫn là ô trống và nó sẽ cần phải backtrack những cái cấu hình ở dưới này đúng không? thì đó thì mình ở đây mình gọi là cái kỹ thuật xóa dấu vết đó. Thì ở đây sau khi mà chúng ta đã duyệt xong các cái giá trị của thằng này rồi ấy, đó thằng gì này nhá, sau khi kiểm tra tất cả các giá trị của nó xong thì chúng ta phải trả về cho nó những cái giá trị mặc định đầu tiên của nó. Đó chúng ta xóa dấu vết đi, là xóa dấu vết là chúng là chúng ta đã đã thử ấy. Đó thì AEG. Này chúng ta phải xóa dấu vết là chúng ta gắn nó về dấu chấm này. Đó, tức là sao? Khi mà chúng ta đã duyệt hết tất cả các giá trị của thằng cuối cùng này rồi nhá. Từ 1 đến 9 là xong, ok. Duyệt 9 xong, kiểm tra cấu hình xong, ok. Đó và chúng ta phần cần phải quay lại thằng cha của nó và thì duyệt tiếp tiếp cấu hình tiếp theo của thằng cha của nó đúng không? Thì chúng ta phải thay ở đây dấu chấm đúng không? Giả dạ, sử tiếp tục tầng 2 này. À, mà lại tiếp tục diệt hết cấu hình của nó rồi đúng không thì chúng ta phải trả về cho giá trị nó dầu chấm này đó và nó phải quay về thằng cha và tiếp tục diệt đến cấu hình tiếp theo rồi đó đấy thì thằng này lại tiếp tục diệt đến cấu hình hai ba bốn đó và nó nhảy sang tiếp lên đây và lúc này thằng này là dầu chấm ấy thì chúng ta mới xác định tiếp là chúng ta phải diệt tiếp cấu hình này và thằng này nhảy tiếp lên đây và tiếp diệt tiếp cấu hình này đó thì chúng ta gọi đây là cái kỹ thuật xóa dấu vết khi mà chúng ta backtracking checking đó thì ở đây chúng ta thêm vào thêm cái điều kiện này vào khi okay, chúng ta backtrack đó chúng ta run code Đó, thì đó là cái điều cái vấn đề mà chúng ta xảy ra nếu như mà chúng ta uh, chúng ta không áp dụng cái yếu tố thứ ba này vào. Đó, thì chúng ta sẽ bị uh, cái vấn đề về thời gian là time limit exceeded. Đó, thì tại sao là tại vì khi mà chúng ta đã điền một vào đây rồi thì sẽ có rất nhiều cấu hình đằng sau mà chúng ta sẽ nằm trong cái value range là 1 đến 9 đúng không? Thì nó sẽ điền 1 này, chúng nó điền tất cả một vào đây này. Đó. Đó 1 1 1 1 1 Mà với mỗi một số 1 này về sau là nó sẽ lặp lại rất nhiều số 1 về sau nữa Đó và quả thực sự là mấy cái số 1 này chắc chắn không cần thiết đúng không? Đó ví dụ một số 1 đây rồi thì tất cả những cái ô trắng này sẽ không bao giờ cần số 1 nữa Đó và tất cả những cái ô trắng ở bên cùng hàng này sẽ không bao giờ cần số 1 nữa Và tất cả những cái ô rộng này sẽ không bao giờ cần số 1 nữa Chính vì vậy mà nếu như chúng ta để nguyên tất cả các ô này đều có một cái van lít van lùa giống nhau ấy thì là nó sẽ không hợp lý chính vì vậy ở đây chúng ta sẽ cần phải tối ưu thêm một bước nữa đó là chỉ chọn những cái giá trị phù hợp thôi đó thì đây thì đây chúng ta sẽ thêm một bước nữa đây là với mỗi cái giá trị c này của chúng ta ấy thì trước khi chúng ta gán cái cấu hình đấy vào ấy thì chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là nó có phù hợp hay không đó ở đây này đó thì cách nào chúng ta như này, này. Đó, thì giả sử ở đây mình đã điền được số 1 ở đây này, cái cấu hình mà mình đang điền ấy, mình đã điền được số 2 vào đây rồi. Đó, thì cái cấu hình tiếp theo mà mình đang chuẩn bị sinh ấy thì ở đây thì cái tập van lùa của mình đang từ 1 đến 9 đúng không? Đó, thì đây mình sẽ thử số 1 vào trước, mình kiểm tra là số 1 ở đây có ok không? Chắc chắn là không ok rồi bởi vì nó sẽ vướng số 1 ở đây. Thì mình sẽ không thử số 1 nữa. Đó. Mình kiểm tra số 1 không được thì mình sẽ không tiếp tục back checking mà mình sẽ phải thử tiếp cái số tiếp theo. Đó, cái dãy là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đúng không? Đó. Mình đang thử số 1 này. Số 1 gặp cái số này không được, hay mình phải xóa không được. Thì mình phải thử tiếp giá trị tiếp theo là số 2, mình điền vào 2 đây có được không? Không được vì nó vướng cái số này đúng không? Mình điền vào 3 được không? 3 không được, mình sẽ phải lại bỏ vì nó vướng số này 4 có được không bốn bốn à, nhìn thằng gang này không sao này nhìn thằng rộng này không sao này nhìn cái bóc này à ok như vậy là tại thời điểm này mình mới điền được cái số 4 vào đây đó thì tại địa điểm này thì mình mới tiền được số 4 vào đây và mình tiếp tục back checking đến các cái giá trị tiếp theo đúng không đấy đó thì như vậy thì à, uh, chúng ta đã loại được giá trị 1, 2 và 3 rồi đúng không? Thì nếu như mà chúng ta giữ giá trị 1, 2, 3 ở đấy thì nếu như với giá trị 1 này chúng ta phải bách trách tất cả những cái ô trắng trắng còn lại này. Đó thì chúng ta đã phải mất, mất 9 ngũ k 1 đó. Kinh khủng không? Đó. Đó, thì tất tất ví dụ như mà một ô này chúng ta đã chọn được rồi thì chúng ta sẽ còn k 1 ô nữa đúng không? Thì mỗi tất cả ô còn lại thì chúng ta sẽ mất uh, 9 ngũ k 1 đúng không? Đó thì với mỗi một giá trị giảm đi, chúng ta sẽ giảm đi rất là nhiều lần. đó thì đó chính là cái cách mà chúng ta kiểm tra. rồi đó thì ở đây chúng ta sẽ thêm phải thêm một cái hàm nữa. thì chúng ta đặt tên nó là check uh, valid value. ấy thì ở đây thì chúng ta sẽ truyền cái mảng a hiện tại này, cái vị trí mà chúng ta đang muốn điền vào này và cái giá trị mà chúng ta đang muốn điền đó thì chúng ta muốn nó là như này à, và nếu như mà cái giá trị này phù hợp ấy thì chúng ta mới điền vào if uh, check valid và lùa điền xem thằng C này vào cái mảng A này và vị trí A này có ok có ok không nếu ok thì chúng ta mới làm các cái công việc này đó thì đây chính là cái function mà chúng ta cần phải implement này đó là đây mình sẽ implement cái function này create method này đấy thì nó sẽ sinh ra chúng ta cái function này mình sẽ move lên trên đó rồi bây giờ chúng ta sẽ implement cái function này đó thì ở đây mình sẽ kiểm tra thì nếu như mà bất kỳ mà trường hợp nào mà không phù hợp thì mình sẽ return false còn qua tất cả trường hợp mà đúng ấy thì chúng ta sẽ return true đó thì nhắc lại một lần nữa cái hàm này chúng ta làm gì nhỉ? Chúng ta đang định điền, đang định nhá. Chúng ta đang định điền 4 vào đây này. Đó, nhưng mà trước khi điền chúng ta kiểm tra 4 có ok không? Đó, thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái hàng ngang của nó uh, có ok không? For này, ở đây K bằng 0 cho tới 9 này. Đó, thì nếu như có một bất kỳ một cái giá trị gì đó đã tồn tại rồi thì nó sẽ uh, coi như là for. Thì đây chúng ta coi như là chúng ta duyệt hàng Y này uh, IK này mà= bằng C đúng không Đó Thì đây là gì Chúng ta cho K chạy từ 0 đến 9 đúng không Còn Y thì nó giữ nguyên Đây Y Tức là sao cho Giả sử chúng ta đang đây Thì chúng ta sẽ duyệt tất cả hàng Y này Đó Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 Đúng không Đó Thì đây, đây chúng ta đang duyệt theo ngang Xem có thằng nào bằng C không Nếu như bằng C rồi thì chúng ta loại bỏ đúng không Đấy Chúng ta sẽ xét theo ngang và tiếp theo chúng ta xét theo chiều dọc đúng không? Là nếu như mà có thằng A K G nào đó đúng không Chúng ta cố định cái cột G này Đó và chúng ta đi theo uh, 1 uh, 1, 2 này 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 này Đó xem, xem có thằng nào bằng C không Nếu bất kỳ mà có thằng nào mà bằng C ấy, Thì nó return 4 Đúng không Đó Thì chúng ta đang kiểm tra hàng ngang và hàng dọc Đó, chúng ta kiểm tra hàng ngang dọc xem là xe đã tồn tại hay chưa đúng không? Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra block. Đó, thì block thì chúng ta đã có cái kinh nghiệm kiểm tra của phía trước rồi đúng không? Thì cái vấn đề là cái vấn đề là nếu như chúng ta ở đây thì chúng ta cần phải kiểm tra cái block này đúng không? Và như cái bài trước chúng ta đã nói rồi muốn kiểm tra block thì chúng ta phải kiểm tra từ gốc tọa độ này đúng không? Đó, vậy như tìm một điểm bất kỳ đây này nó đều có chung góc tọa đề tọa, tọa, độ ở đây đó tất cả những cái điểm xung quanh này chín điểm xung quanh này đều có cái điểm góc tọa độ như này thì đây chúng ta nhớ rằng cái điểm góc tọa độ này chúng ta có đặc điểm là gì nhỉ 0 3 6 đúng không 0 1 2 3 0 3 6 này đúng không đó thì đây thì chúng ta nhận ra rằng cũng chúng ta có quy luật với một cái điểm easy bất kỳ ấy với một cái điểm EZ bất kỳ thì chúng ta cần phải tìm gốc tọa độ, độ đấy ví dụ EZ này làm sao để chúng ta tìm được cái gốc của nó ở đây thì chúng ta có có thể có cái công thức như sau này bây giờ nếu như y của chúng ta chúng ta sẽ tìm xem nó ở phần tư mục 1 mục 1 hay mục 2 hay mục 3 đúng không thì ở đây chúng ta chia 3 ví dụ này 6 chúng ta chia 3 được mấy nhận được 2 thì chúng ta sẽ là O2 đây đúng không đây là 1 này 0 này đấy với 2 thì ra 2 thì sao 2 chia 3 được 0 đúng không thì nó sẽ số 0 này, này. đó Ví dụ như là 8 thì sao 8 chia 3 thì được 2 đúng không Thì nó sẽ rời ô số 2 này Đó thì đấy, như vậy là Khi chia cho 3 ấy, thì chúng ta sẽ tìm được cái khu vực 0, 1 hoặc 2 đúng không Và sau đó thì chúng ta nhân với 3 Thì chúng ta sẽ có được cái tọa độ gốc của nó Ví dụ như là à, Ví dụ chúng ta có tọa độ là cái ô này đi Là chúng ta là 1, 8 đúng không Bây giờ 1 chia 3 được 0 đúng không 1 chia 3 được 0 Sau rồi nhân với 3 Thì tức là cái tọa độ gốc của nó sẽ là 0 này Tiếp tục 8 này 8 chia 3 được 2 đúng không 2 nhân 3 bằng 6 đúng không Đó thì như vậy là cái tọa độ gốc của nó sẽ là 3 và 6 À nhầm 0 và 6 Đó 0 6 đó, tiếp tục là giả sử mà chúng ta cần cái điểm này này à, Điểm này là 4 và 7 này 4, 7 nhá Đó Thì 4 chia 3 được 1 đúng không 1 x 3 bằng 3 này Đó 7 chia 3 được mấy 7 chia 3 được 2 này 2 x 3 bằng 6 này Thì cái tọa độ của chúng ta cần tìm là 3 và 6 Đó 3 đây 6 đây Đó thì đây chính là cái gốc tọa độ của chúng ta Đó thì đó là chúng ta có, có cái công thức là tính gốc tọa độ rồi Thì cái gốc tọa độ đây mình sẽ đặt là y0 Sẽ bằng y chia 3 xong rồi nhân 3 đúng không? Tương tự với cái góc tọa độ của di thì di không sẽ bằng di chia 3 nhân 3 này đúng không? Đó và bây giờ chúng ta sẽ for trong cái block này thôi. Đó thì ở đây mình sẽ đặt là current i e đi. Current i e, chỗ này current z. Đó. Current current Đó, để cho đỡ nhầm mấy cái biến nó chạy của ta Đấy, for thì chúng ta làm for y e đúng không Đó, viết thế cho tiện đúng không Cho thuận Cho y e chạy từ Y0 đúng không Chạy từ gốc à, Cho đến y0 3 Y0 3 Đó, chúng ta chạy theo block 3 x 3 mà Tiếp tục là for z Z chạy từ z0 Cho đến z0 cộng 3 Đấy, đúng không thì bất kỳ một cái thằng AEG nào trong cái đoạn này AEG này mà bằng C thì chúng ta cũng return full luôn đúng không đó rồi à, gốc tọa độ, độ này chạy từ góc đoạn lộ sang phải ba cái và xuống phải ba cái này và xuống dưới ba cái này ừ, Không có đúng không ạ đó thì nếu như thỏa mãn ấy thì chúng ta mới chạy. đó thì đây cũng có thể coi như là một cái biện pháp cắt tỉa đó. thì nếu như các bạn nhớ nhớ rằng nhớ trong cái phần lý thuyết mà chúng ta nói về -checking ấy thì chúng ta thi thoảng chúng ta sẽ sử dụng một cái số cái biện pháp cắt tỉa để chúng ta không phải duyệt những cái những cái đường đi không cần thiết thì đây chính là một trong những cái biện pháp cắt tỉa đó. rồi thì bây giờ chúng ta thử uh, submit xem nào rồi như các bạn thấy đây là trong cái mạng output này chúng ta ấy, thì chúng ta nó lại trở về cái mạng cũ này rồi đúng không đó thì ở đây chúng ta đi bắt lại xem là à, nếu như nó trở mạng cũ nhưng mà nó đã tìm được chưa thì chúng ta sẽ đặt đi bắt ở cái file như này Đấy, đúng không nó sẽ cho chúng ta có file không đó như, như vậy là chúng ta có tìm được đúng không? Chúng ta có tìm được nhưng mà trong cái quá trình backtracking của chúng ta á, thì chúng ta lại xóa luôn dấu vết rồi, chúng ta xóa luôn dấu vết của nó rồi. đó, thì đây chúng có, chúng ta có một cái cách giải quyết là khi tìm được ấy thì chúng ta sẽ copy luôn ra ngoài, đúng không? thì ở đây chúng ta sẽ uh, gọi một cái hàm nữa là hàm private uh, void copy copy to đúng không chúng ta sẽ uh, copy tạm nó ra ngoài đó thì đó là cách xử lý uh, tạm thời mà mình có thể nghĩ ra được đó thì chúng ta sẽ uh, copy tất cả những thằng từ mảng A này sang mảng B Đó, thì ở đây chúng ta sẽ copy tất cả những cái giá trị mảng A sang mảng B. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái function, một cái biến tạm là một cái uh, mảng hai chiều. Chúng ta lưu cái mảng result này lại. Đó, result chúng ta bằng new tra của 99 đúng không? Đó, tại thời điểm này chúng ta tìm được rồi thì chúng ta sẽ copy ra ngoài. Copy tu từ cái mảng A này sang cái mảng result này. Đó, tương tự chúng ta sẽ copy ra đây đó và khi chạy xong ấy thì chúng ta sẽ copy ngược lại copy từ ngược lại từ cái mảng result sang mảng a này tại vì sao tại vì cái kết quả mà họ kiểm tra ấy, là họ kiểm tra từ cái mảng a này mà đó rồi bây giờ chúng ta có thể submit lại xem Đó, accept. Đây chúng ta xem Đó thì ở đây chúng ta đã accept rồi. Đó thì ở đây uh, chúng ta chỉ nhanh hơn 83,3% thôi thì nếu như các bạn có thể tìm được cái nếu như cách làm của các bạn tối ưu hơn ý, thì các bạn có thể comment ở dưới dưới cái bài post này để mọi người có thể tham khảo xem là có, uh, có vẻ những code mình cũng có vẻ hơi dài một chút đấy. Thì nếu như các bạn có cái cách nào tối ưu hơn thì các bạn có thể comment dưới post này để các bạn khác có thể tham khảo. Đó, ok thì bài này nó cũng sử dụng khá là nhiều kiến thức. À, đặc biệt là chúng ta cần phải có cái 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 kỹ thuật xóa dấu vết này thì chúng ta mới làm đúng được đó và chúng ta cần phải có cái kỹ thuật cắt tỉa để mà chúng ta giảm tải Như cái tính toán không cần thiết rồi ok bài hôm nay cũng khá là khó Hy vọng là các bạn có thể nếu như lần đầu tiên mà các bạn không xem Nếu như lần đầu tiên mà các bạn xem không hiểu thì các bạn có thể xem lại nhiều lần Đó xem đến bao giờ hiểu được thì thôi Đó và đi bước thật là nhiều vào Rồi ok Xin chào và hẹn gặp lại các bạn